Sáng tạo đối với mình là gì? Để bắt đầu chủ đề này thì mình sẽ kể một câu chuyện rất là cá nhân của mình. Mình vốn là đứa giàu trí tưởng tượng từ nhỏ và mình rất là thích xem truyện tranh. Mình lớn lên cùng với truyện tranh và phim hoạt hình. Mình luôn luôn có một cái thế giới tưởng tượng riêng trong mình và trong mọi tình huống nào đó trong cuộc sống. Mình luôn liên tưởng tới một chi tiết nào đó trong truyện tranh và hình dung ra nguyên một cái câu chuyện cho tình huống đó. Chỉ để tự cười hay là tự vui thôi. Ví dụ như là lúc mà mình xem bóng đá chẳng hạn, mình thấy cú sút nào đẹp quá thì mình sẽ thốt lên là trời ơi cú sút cọc tác, hay là trời ơi cú sút giao cào chẳng hạn. Còn khi chơi bóng rổ thì mình hay có cái thói quen la lên tuyệt chiêu khi mà mình dứt điểm, kiểu như là hãy xem đây cú lên rổ bình dân chẳng hạn vậy. Khi mà lớn lên và đi làm thì mình vẫn giữ thói quen đó và áp dụng vào công việc. Nếu các bạn biết đến Hylas, thương hiệu streetwear và cũng như là personal project của mình, thì mình tạo ra một cái thương hiệu thời trang chỉ để bán quần áo theo kiểu truyện tranh, lấy cảm hứng từ những cái nhân vật trong bộ truyện tranh và những nhân vật cho mình tưởng tượng ra. Trong công việc hàng ngày thì khi làm một kịch bản quảng cáo hay là khi mà viết một cái idea nào đó, thì mình hay liên tưởng tới những tình huống trong các bộ phim hoạt hình hoặc là các bộ truyện tranh để mình tưởng tượng ra câu chuyện. Và cái cốt lõi ở đây, cái quan trọng ở đây là khi mà mình làm tất cả những điều mà mình vừa nói đó thì những người xung quanh gọi đó là sự sáng tạo. Và mình tạo ra những cái sản phẩm mà người khác xem là sự sáng tạo. Thì từ những cái khái niệm trên thì mình mơ hồ liên tưởng tới một cái định nghĩa của riêng mình, đó là cốt lõi của sự sáng tạo là trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng là nơi các ý tưởng hình thành và sự sáng tạo là quá trình tạo ra cũng như là hiện thực hóa các ý tưởng đó. Vậy thì vấn đề chính, một người bình thường có thể sáng tạo hay không? Đối với mình câu trả lời là hoàn toàn có, nhưng quan trọng là bạn phải có trí tưởng tượng. Thì làm sao để có trí tưởng tượng? Không cần phải làm gì cả, bởi vì ai sinh ra thì cũng có trí tưởng tượng rồi. Có thể nói là chúng ta chỉ quên nó khi trưởng thành thôi. Và nếu mà các bạn suy nghĩ, các bạn tưởng tượng thì trí tưởng tượng nó cũng giống như là một người bạn rất là thân lúc mẫu giáo. Và các bạn dần dần quên khi lớn lên, các bạn lên cấp 2, cấp 3 và trưởng thành, các bạn không gặp cái người bạn đó nữa. Các bạn không nhớ người bạn đó nữa, và đến khi các bạn gặp lại thì là các bạn gần như là một người xa lạ. Thì các bạn hãy nhớ lại đi, ai trong chúng ta mà chưa từng nhìn lên bầu trời và nhìn những cái hình dạng của đám mây và nghĩ và liên tưởng tới những hình dạng của những con vật, hay là chơi với những cây bút bi nhiều ngòi và tưởng tượng như là mình đang cầm một chiếc phi thuyền, những cái điều giống như vậy. Nhưng mà càng trưởng thành, càng được giáo dục và được trải nghiệm và đối diện thực tế thì khiến chúng ta không còn tưởng tượng nữa. Và vì thiếu đi sự tưởng tượng thì chúng ta mất dần khả năng sáng tạo. Và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ là chúng ta không thể sáng tạo được nữa. Vì vậy thì làm sao để tìm lại và nuôi dưỡng trí tưởng tượng từ bên trong mình? Đây là những kinh nghiệm rất cá nhân, trải qua nhiều năm làm việc, nhiều suy nghĩ về nó. Và mình rút ra, mình cũng được học hỏi từ những người đi trước. Và mình rút ra được có 3 phương pháp sau, 3 phương pháp chính. Đầu tiên là các bạn hãy tư duy như một đứa trẻ. Và hãy tìm lại đứa trẻ bên trong mình, nói chuyện với nó, chơi với nó, và quan trọng là nhớ lại cái cách suy nghĩ giống như nó. Bằng cách nào? Thì đối với mình thì mình nghĩ là nên hãy chơi và nói chuyện với lại bọn trẻ nhiều hơn. Bạn sẽ thấy rất là bất ngờ và bạn sẽ tìm được rất là nhiều cảm hứng từ trí tưởng tượng của chúng. Từ đó bạn sẽ thấy mình trẻ lại và tìm lại được trí tưởng tượng. Thì các bạn có thể thấy cái slide, cái hình mà mình đang để phía bên tay phải, thì đây là một cái kỷ niệm rất là khó quên đối với mình, đó là mình có thể kể nhanh để làm việc làm biến chứng. Hôm đó thì mình đang chơi bóng rổ ở dưới sân, thì có một cậu bé khoảng 7 tuổi, 8 tuổi xuống chơi bóng rổ chung chung với mình. Nhưng mà bởi vì cậu bé còn khá nhỏ nên cậu bé không có ném được trái banh mà tới cái rổ. Thì cậu bé mới nói với mình là chú ơi, con không có ném được trái banh tới cái rổ. Thì mình có nói với lại em là tại vì con còn nhỏ quá, mà cái trái banh thì to, rổ thì cao. Khi mà con lớn lên hơn một tí thì con sẽ tìm được cái cách ném được trái banh vào trong cái rổ.
thì cậu bé nghe rồi cậu bé cũng lủi thủi bỏ đi. Thì mình nghĩ là mình đã giải thích xong rồi, cậu bé đã bỏ cuộc rồi. Thì mình vẫn chơi, đến lúc mà mình nghỉ á, thì cậu bé lại kéo tay mình và nói là chú ơi, con tìm được cái cách mà để cho trái banh lăn vào trong cái rổ rồi. Thì mình cũng ngạc nhiên, mình tưởng là nó nghĩ ra được một cái cách nào đó để mà ném trái banh mạnh hơn, cao hơn. Nhưng không. Và đây là cái hình mà mình dẫn chứng cho cái trí tưởng tượng của cậu bé. Cậu bé đã để trái banh lên cái bóng của cái rổ được phản chiếu xuống dưới đất. Và cậu bé xem như là mình đã ném được trái banh vào cái rổ rồi. Thì đây mình rất là bị tác động mạnh bởi cái trí tưởng tượng của cậu bé trong lúc đó. Và mình quyết định là mình chụp lại một cái tấm hình này và để nhắc mình luôn luôn nhớ là phải tiếp xúc, phải nói chuyện với những bọn trẻ và phải học được cái cách tưởng tượng như là chúng, thì mình sẽ có những ý tưởng rất bất ngờ. Ngoài ra thì các bạn có thể làm như mình, là mình vẫn giữ các thói quen thời bé như là đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình và hay mua đồ chơi. Mỗi lần mà mình dẫn con mình đi mua đồ chơi thì mình cũng hay ké vài món. Rồi, thứ hai thì hãy tập quên đi những phương pháp truyền thống. Khi phải giải quyết một vấn đề nào đó, các bạn hãy thử suy nghĩ xem là mình có thể giải quyết vấn đề này bằng một cách nào khác mà mình đã từng biết hay không. Tất nhiên là mình không ứng dụng điều này cho trường hợp quan trọng. Mình thì gần như là khi nào có dịp mình sẽ làm điều này từ những việc nhỏ nhất như là đi thử một cung đường mới, phối một kiểu quần áo mới, giày dép khác với tiêu chuẩn truyền thống hay là tiêu chuẩn bình thường. Cho đến trong các công việc hàng ngày thì mỗi cái proposal, mỗi cái idea mà mình gửi cho khách hàng á, nếu mà có thời gian thì mình luôn propose một cái option outside the box. Thường thì cái option này sẽ không được duyệt, nhưng cách làm này khiến cho trí tưởng tượng của mình nó gần như là luôn luôn được hoạt động. Và với dự án cá nhân của mình như là Headless á, thì phương pháp này là kim chỉ nam cho toàn bộ thương hiệu của mình. Cái cuối cùng, cái này rất là cá nhân nhé. Là hãy hài hước và nhảm nhí. Mình rất hay nói chuyện nhảm nhí với đồng nghiệp và bạn bè thân, và mình có thể thấy là gần như là những cái idea hay ho nhất hay là xuất sắc nhất đều xuất hiện trong các câu chuyện nhảm nhí đó. Tuy nhiên đây không phải là một cái cách mà mình highly recommended, bởi vì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố và mình phải nên tùy hoàn cảnh. Lúc nào mà cũng nhảm nhí quá thì cũng không ổn, đúng không? Sau khi mình nói các phương pháp thì nói chung là tất cả những cái thứ trên mình kể ra và mình nói với các bạn là chỉ để khẳng định một thứ đối với mình, đó là sáng tạo không phải là một thiên khiếu. Ai cũng có thể mở khóa được sự sáng tạo của mình bằng cách tìm lại trí tưởng tượng. Mình hãy tìm lại trí tưởng tượng, nói chuyện với nó, chơi với nó hàng ngày. Bạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra một cái gì đó cho cuộc sống riêng của mình, như là cách bạn luộc trứng ngon hơn người khác nè, hay là các bạn đi một con đường ngắn hơn người khác, cách bạn ăn mặc, thậm chí là cách bạn... Mình thấy có một số bạn có một cái khả năng sáng tạo mà mình rất là phục, và các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ, đó là các bạn năng khiếu sáng tạo về mặt chế và shemame. Cái đó rất là vui và cái đó rất là... đối với mình là rất là respect. Thì... tất cả những điều mà các bạn làm cho cuộc sống của mình thú vị hơn nè, vui hơn, tiện lợi hơn, đó là sự sáng tạo. Và tin mình đi, một khi các bạn nhận ra rằng sáng tạo là dành cho tất cả mọi người, và nếu như các bạn bắt đầu tin và các bạn nghĩ về điều này, các bạn ứng dụng điều này, thì cuộc sống xung quanh các bạn sẽ rất khác. Và như mình nói, cái này là ý kiến cá nhân ha, đây là sẽ là một cái phương pháp dễ chịu hóa. Mình sẽ không gọi là phương pháp chữa lành bởi vì nghe nó cao siêu quá. Nó là một phương pháp dễ chịu hóa cái cuộc sống của mọi người sau đại dịch. Bởi vì nó sẽ làm cái cuộc sống của bạn dễ chịu hơn một tí. Các bạn hãy bắt đầu nấu một món ăn nào đó mà các bạn nghĩ ra. Các bạn hãy bắt đầu viết một cái gì đó, như là viết blog, nào, viết chuyện, viết kịch bản, viết bất cứ một cái gì đó mà các bạn cảm thấy là mình được trải lòng khi mà làm chuyện đó. Các bạn hãy chơi một loại nhạc cụ. Hãy dành nhiều thời gian hơn để chơi với em mình, cháu mình, và tìm lại trí tưởng tượng của mình bằng cách chơi với chúng. Mình tin rằng các bạn sẽ bắt đầu cảm thấy mình bắt đầu creative hơn rất là nhiều. Thì đó, như người ta thường nói thì để mà thực hành một môn nghệ thuật thì là một trong những cái cách kích thích sự sáng tạo. Điều này rất đúng, vì khi chơi với nghệ thuật các bạn sẽ kết nối được với lại cái thế giới tưởng tượng của mình. Vậy thì làm nghệ thuật
là đối với một người bình thường, mình hay gọi là đối với một thường dân như mình thì là như thế nào? Trong phần tiếp theo mình sẽ chia sẻ góc nhìn của mình đối với lĩnh vực này. Thì đầu tiên á, là mình sẽ định nghĩa nghệ thuật đối với mình là gì ha. Để nói về nghệ thuật thì mình tạm chia ra hai khái niệm, đó là làm nghệ thuật và làm nghệ sĩ. Và mình sẽ cùng nhau định nghĩa xem là làm nghệ thuật và làm nghệ sĩ có thực sự khó không. Đầu tiên, làm nghệ thuật. Làm nghệ thuật tất nhiên là phải hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, phải sáng tạo ra tác phẩm, phải truyền tải một cái thông điệp nào đó qua sản phẩm của mình. Và quan trọng là làm nghệ thuật là phải bền bỉ nè, dấn thân, chấp nhận rủi ro và rất là nhiều điều khác nữa mà thật sự là một cái thường dân như mình không thể nghĩ ra được. Mình nghĩ là chỉ có người làm nghệ thuật thật sự á, người ta mới hiểu. Và mình cảm thấy là làm nghệ thuật đúng nghĩa rất là khó. Còn làm nghệ sĩ thì sao? Đối với mình, làm nghệ sĩ là người phải làm nghệ thuật một thời gian dài, có cống hiến nhất định với ngành nghệ thuật mà mình theo đuổi, có tác phẩm, tất nhiên là phải có tác phẩm rồi, tin vào nghệ thuật của mình và được đồng cảm bởi công chúng. Điều này khó không? Đối với mình là siêu khó luôn. Tại vì có những người kiên định với nghệ thuật cả đời, sáng tác cả đời, cống hiến cả đời nhưng mà vẫn không giành được sự đồng cảm từ công chúng cùng thời. Van Gogh là một ví dụ rất điển hình cho nghệ sĩ kiểu này. Các bạn có thể tìm hiểu. Nói chung là làm nghệ sĩ thì phải làm nghệ thuật một cách chân chính, và cái nghệ thuật này phải làm hài lòng được người nghệ sĩ chính mình và nhận được sự đón nhận từ công chúng. Nghe thôi là đã thấy khá khó và mông lung rồi đúng không? Nhưng mà khoan, dừng lại. Cái đó là làm nghệ thuật của nghệ sĩ. Còn một thường dân như chúng ta, như mình, như bạn thì có thể làm nghệ thuật được không? Câu trả lời của mình là có luôn. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái nghệ thuật của riêng mình, cái nghệ thuật làm thỏa mãn mình. Và điều này không hề khó một tí nào hết. Vì sao? Đầu tiên, hãy đến với một câu nói nổi tiếng của Picasso, một nghệ sĩ lớn của nhân loại. Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up. Tất cả những đứa trẻ đều là nghệ sĩ, và điều quan trọng là làm sao để ta giữ điều đó khi chúng ta trưởng thành. Mình, nếu mà mình nói cái khái niệm này với các bạn thì các bạn có thể bán tín bán nghi, hoặc là các bạn nghĩ là ơi anh này ảnh nó điên nó khùng. Nhưng mà Picasso đã nói thì không thể nào không tin được, đúng không? Và mình cũng tin điều đó. Hãy trở lại thời thơ ấu đi, các bạn nhớ lại đi. Chúng ta đều vẽ, đều nhảy múa, đều ca hát rất là thuần khiết và rất là tự nhiên ngay từ khi chúng ta còn nhỏ. Nhưng mà vấn đề ở đây là càng lớn thì chúng ta được dạy là còn nhiều thứ cần ưu tiên hơn là nhảy múa ca hát, là phải có những tiêu chuẩn nhất định để có thể vẽ đẹp nè, để có thể nhảy đẹp, để có thể hát hay. Và cái mà mình gặp nhiều nhất đó là nếu mà không đủ giỏi thì đừng nên làm nghệ thuật, bởi vì đó là một cái sự mất thời gian và tốn công sức. Từ những cái vấn đề đó mà chúng ta gặp phải thì chúng ta đành gác lại những cái phản xạ rất tự nhiên đó của mình sang một bên, và mình bắt đầu hình thành suy nghĩ là nghệ thuật không dành cho mình. Vì mình vẽ không đủ đẹp, vì mình hát không đủ hay, vì mình không cảm được nhạc, vì mình không cảm được nhịp điệu, vân vân. Thì để bàn về chuyện này thì mình tạm phân ra là làm nghệ thuật thì phải cần hai yếu tố. Một là kỹ năng, hai là tư duy. Ha, mình sẽ nói về tư duy trước. Về tư duy thì mình vừa nói, ai đẻ ra cũng có tư duy nghệ thuật rồi. Đây không phải là ý kiến cá nhân của mình, đây là khẳng định của Picasso, mình mặc định là đúng luôn, không cần phải bàn cãi. Còn về kỹ năng thì đối với mình rất đơn giản. Mình cần phải học và rèn luyện thôi. Thì hát dở thì mình học hát, không biết nhảy thì mình học nhảy, vẽ không biết sao là đúng thì mình bắt đầu học vẽ. Và bắt đầu nói tới đây thì mình bắt đầu thấy là làm nghệ thuật cho chính mình khá là đơn giản, đúng không? Bởi vì mình đẻ ra mình mặc định là nghệ sĩ rồi, thì giờ mình học thêm cái cách để mình làm chuyện đó thôi. Mình sẽ trích dẫn một câu nói là nghệ thuật có thể xuất hiện ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, như là viết nè, dạy học nè, ca hát, vẽ, hoặc là sáng tạo ở một mảng kinh doanh nào đó, hoặc là thậm chí là pha ly cà phê ở Starbucks. Nhưng mà nghệ thuật thì được thể hiện nhiều hơn ở khía cạnh cảm xúc chứ không đơn thuần là về kỹ năng.
Vì vậy thì cái khó ở đây đối với mình á, chỉ có là chính bản thân mình thôi. Làm sao mà mình có thể thoát được cái định kiến của bản thân, mình phớt lờ đi những cái nhận xét của xã hội, của những người xung quanh, để mình bắt đầu đặt một cái cột mốc cho hành trình làm nghệ thuật của bản thân mình. Đối với mình á, thì chúng ta không cần thiết phải là một nghệ sĩ gốc. Nghệ sĩ gốc ở đây là được học hành, được đào tạo trường lớp, được bằng này, bằng kia thì mới làm nghệ thuật được. Tất nhiên, nghệ sĩ gốc, nghệ sĩ chân chính thì ta sẽ làm nghệ thuật một cách chân chính. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể nào làm nghệ thuật và không thể có sự đồng cảm từ người khác. Mình nghĩ là chỉ cần đủ dũng cảm, đủ yêu thích, dám bắt đầu yêu và kiên định với cái nghệ thuật của mình, thì bạn đã có thể làm được cái nghệ thuật thỏa mãn chính mình rồi. Từ đó, từ cái nghệ thuật thỏa mãn chính mình đó, dần dần bạn sẽ tìm được người đồng cảm và bạn sẽ có được cái công chúng riêng của mình. Thì với góc nhìn cá nhân của một thường dân như mình, thì làm nghệ thuật cho chính bản thân mình không hề khó một tí nào hết. Cái khó là chính bạn làm cho bản thân bạn nghĩ là điều đó khó. Bởi vậy nên mình nghĩ là các bạn đừng có ngần ngại gì hết. Nếu mà thích thì hãy bắt đầu làm nghệ thuật cho chính mình. Hãy vẽ một cái gì đó, chơi một loại nhạc cụ, hãy gom tất cả những người anh em thích chơi nhạc của mình lại và làm một cái band nhạc. Hãy viết một bài thơ, hãy vẽ một bức tranh ngay ngày hôm nay. Và để tổng kết cho cái bài nói ngày hôm nay, cái bài chia sẻ ngày hôm nay, thì mình xin tóm lại đó là đối với mình, sự sáng tạo và nghệ thuật với một thường dân thì nó không phải là một cái gì đó không chạm tới được, không phải là một cái gì đó untouchable. Tuy nhiên, có những điều mà các bạn cần phải nhớ trong cái hành trình làm sáng tạo và làm nghệ thuật của mình, đó là các bạn cần phải nuôi dưỡng trí tưởng tượng, rèn luyện kỹ năng, vượt qua định kiến của bản thân và dám bắt đầu. Mình tin là mọi thứ sẽ rất là thú vị nếu như là mọi người, một cái người thường dân như là mình, như là bạn, như là tất cả mọi người thử bắt đầu chơi với trí tưởng tượng của mình và tạo ra cái nghệ thuật của chính mình. Mong là lần tới gặp lại thì các bạn mà đã nghe cái bài nói này của mình, mong là nếu mà chúng ta có duyên gặp lại thì ai cũng có thể trở thành một người làm nghệ thuật và có thể chia sẻ tác phẩm của mình cho nhau để tự tìm được cái sự đồng cảm lẫn nhau. Xin cảm ơn các bạn đã nghe.